bán ngoài này. Vâng, đề nghị những nhà nhiếp ảnh, những nhà camera hãy hướng mắt vào sân khấu và ghi những giờ phút thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất trong buổi sáng ngày hôm nay của Đôi Bạn Trẻ. Vâng, một chào mừng tất cả lớn tông nhiệt từ Đôi Bạn Trẻ nào. Sau đó là Đôi Bạn Trẻ xuống rót rượu xăm anh đã khói và cắt bánh cà tôm. Đó xong là chú rể rót rượu xăm anh đã khói, cắt bánh trước. Vâng, tay trong tay đề nghị những nhà nhiếp ảnh, những nhà camera cắt từ dưới lên trên. Cắt từ dưới lên trên. Đề nghị những nhà nhiếp ảnh, những nhà camera hãy tập trung ghi những giờ phút thiêng liêng nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi, trên tiếp. Vâng, sau đấy là Đôi Bạn Trẻ sang đây để dắt ra sân bay có. Rồi, ok, rồi, tay chân tay, tay chân tay, hai đứa dốc, hai cháu dốc lên đó, rồi, dốc mạnh lên. Cứ dốc bình tĩnh, dốc tay lên, dốc tập tràn trề ra. Vâng, những nhà nhiếp ảnh đâu, những nhà camera đâu, hãy cổng trương ghi những giờ phút thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Vâng, tiếp giải đua này. Rồi hai cháu rót, rót lại bớt lại một lửa để rót ra ly để mời những bậc tiền bối. Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. Mình đã và đặt cắt bánh và rót rượu. Đề nghị ban tổ chức đề nghị bác trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà gái và đại diện gia đình nhà trai và mẹ của chú rể và phụ huynh của cô dâu đã lên sân khấu để chứng kiến những giây phút thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất của Đôi Bạn Trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đề nghị các bậc tiền bối, mẹ của chú rể đâu ạ? Đề nghị mẹ của chú rể đâu ạ? Mời rượu hai cháu, mời rượu các bậc tiền bối mang rượu lên ạ. Mang rượu lên để mời
đây em ơi. Đó, mời 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 mời. Vâng, chúng ta hãy hướng mọi người sân khấu và cho một trong những tân lớn tâm nhất. Vâng, xin chúc hai cháu chân là hạnh phúc. Vâng, xin mời đâu ngắn tình đi ạ. Hai đứa cục tay nhau ạ. Vâng, xong rồi là đi các lãnh đạo lại trở về bàn ghế của mình, danh dự của mình ngồi ạ. FBI's most wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about... Vâng, quý vị ơi, bây giờ sâm anh đã khói cũng đã bật rồi, rượu cũng đã rót rồi, cũng đã uống rồi. Vậy không biết còn thiếu cái tiết mục gì quý vị anh chị có biết không ạ? Tiết mục gì có biết không ạ? Hơn, đúng rồi. Đấy, chưa nói mà cô dâu đã máu lửa như này cơ mà. Vâng, vậy lúc này tôi đề nghị cô dâu quay 37.5 và chú rể quay 35.7. Đấy, chưa nói mà cô dâu đã ngáp ngáp lên rồi đấy. Vâng, đề nghị cô dâu bám vào bờ vai vững chắc nhất của chú rể và chú rể bám vào bờ eo của cô dâu. Vâng, và theo MC của Đức Thiện thì tôi hôn 1, 2, 3 là chú rể hôn cô dâu và cô dâu hôn chú rể. Vâng, 1, 2, 2, 3, 4. Cô dâu máu quá, cô dâu cực máu. Được rồi, được rồi, thôi được rồi, bây giờ cô dâu hôn chú rể rồi, bây giờ chú rể hôn lại cô dâu. Vâng, lại tiếp tục như vậy. 1, 2, 3. Vâng. Vâng, kính thưa toàn thể hơn. Thời gian thì rất còn dài, nhưng vì điều kiện đường xá xa xôi cũng như điều kiện khách quan chúng cho phép, vậy một lần nữa ban tổ chức tôi xin được trân trọng bác trưởng đoàn đại diện của gia đình họ nhà gái có đôi lời phát biểu với quan viên bốn họ hai bên gia đình. Vậy xin mời bác. Ok, ok, em nhận rồi. Toàn thể các quý vị khách quý trong hội cũng là đến giờ kết thúc của buổi lễ thành hôn của hai cháu nay. Đại diện đoàn chúng tôi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn cái sự đón tiếp và ban tổ chức đã tổ chức một cái buổi lễ thật là ấm cúng và chu đáo. Cũng đến giờ đoàn chúng tôi xin chuẩn bị lên đường để về Nam Định. Một lần nữa xin chúc các quý vị trong nụ hôn luôn luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui, thật nhiều may mắn, cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vui quá mà em xin Đức Thiện tí nữa quên, mẹ chào quà cho cô dâu và chú rể. Vâng, ở đây thì mẹ hãy lên và chào quà cho các con ạ. Vui quá quên mất. Vâng, anh đề nghị hai cháu đứng lên để trao quà cho các con lên sân khấu ạ. Vui quá, MC vui quá, quên mất không giới thiệu mẹ để giới thiệu cho quà các con. Vâng, đây là một món quà của mẹ dành cho hai con. Mẹ xin chúc cho hai con sống với nhau răng năm đồ vàng. Đến khi nào răng rụng, móm mém, ăn cháo không cần nhai, vẫn nguyện yêu nhau như ngày hôm nay. Vâng, và thay mặt cho hai cháu xin cảm ơn mẹ và xin chúc mẹ mãi mãi khỏe và trẻ đẹp ạ. Vâng, xin cảm ơn mẹ. Vâng, cho đến giờ phút này đôi trẻ chính thức lên vợ thành chồng. Cha thương mẹ nhớ, mẹ mừng, mẹ vui. Mừng cho bốn họ hai nhà, mừng cho hai đứa tên là lên đôi. Hôm nay đẹp tháng đẹp trời, trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Từ nay chú rể cô dâu cùng chung một chữ là câu chung tình. Hôm nay đám cưới đôi mình, hai bên cầu nguyện cho mình nhân duyên. Mừng cho đám cưới đôi ta, mừng cho bốn họ hai nhà gặp nhau. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, tay cầm những thuốc, tay bưng chén trà. Đó là các cụ trong nhà, sau là thứ nhất bạn bè gần xa. Vâng, một lần nữa ban tổ chức tôi xin được thay mặt gia đình và thay mặt chú rể xin gửi tới tất cả các cô dâu các bà một lời chúc mừng chào trân trọng nhất.
Vâng, đề nghị nhà gái lên chụp ảnh một chút nữa. Cô gì chú bác của phái đoàn con viên hợp nhà gái đâu, lên chụp ảnh tí ạ. Hồi đã tan sầu chia tay trên dòng sông, chìm lón quay theo câu ca câu quan họ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bye. Bà làm nước được anh em rồi với. Ôi giời, tôi không biết à? Đây uống rượu đây chứ đệ. Hôm nào có nhu cầu ca lô trên này, xin bạn về ơi. Đi cả chợ lại đi trên đấy đi.